Khi nàng mét 5, yêu anh mét 8 thì sẽ thế nào? 1001 tình huống giờ khóc giờ cười, nhưng mà độ đáng yêu thì đỡ không nổi. Không hiểu sao nhá, mấy ông cao cao chân dài đến nách lại toàn thích yêu các bạn nấm lùn vì nhìn nhỏ nhỏ, xinh xinh, cute, đáng yêu á. Nhưng mà lắm lúc cũng xảy ra những tình huống rất là hài hước nha. Ví dụ như lúc bạn trai muốn kiểm tra điện thoại của bạn gái thì nó sẽ như này này. Còn khi mà bạn gái giận dỗi muốn đấm người yêu vài cái thì nó lại ngang trái như thế này đây. Nhưng mà nói thế thôi chứ lúc đi ra đường bị bắt nạt, yếu đuối, lao vào vòng tay của anh gấu mét 8 như này đúng là mơ ước của các chị em nhờ. Không biết các bạn thấy sao chứ tôi là đang cảm thấy chết chìm trong sự ngọt ngào rồi đây này. Các nàng nấm lùn cũng đừng tự ti về chiều cao nhá, vì rất có thể ở ngoài kia có anh chàng mét 8 đang đợi bạn xuất hiện đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tám TV, ủng hộ kênh bằng cách like, share và subscribe để cập nhật thêm nhiều tin tức thú vị mỗi ngày nữa nha.